Thưa quý vị, mặc dù các quy định về đào tạo và sát hạch lái xe ngày càng được siết chặt, song không có nghĩa là nguy cơ gian lận đã chấm dứt. Mới đây, Công an huyện Đông Anh đã bắt quả tang và xử lý một số đối tượng sử dụng công nghệ cao tiếp tay gian lận trong kỳ thi sát hạch lái xe. Trước đó khoảng 9 giờ ngày 5 tháng 3, tổ công tác Công an xã Nguyên Khê trong quá trình tuần tra đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 đã phát hiện một số đối tượng đang dùng thiết bị công nghệ cao truyền thông tin đọc đáp án cho học viên đang thi lý thuyết trong trường dạy lái xe Đức Thịnh. Lực lượng chức năng đã mời các đối tượng trên về trụ sở làm việc. Bước đầu các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm. Trước cái này thì mình đã giúp sức cho bao nhiêu những thí sinh trong cái kỳ thi sát hạch lái xe? Em chắc được hơn chục bạn đấy ạ. Mình bản thân là cái người thầy dạy lái xe. Vâng. Và cái vấn đề về an toàn giao thông là rất quan trọng. Vâng. Anh phải ý thức rất rõ cái điều đó. Tại sao anh lại tiếp tay cho các thí sinh khi mà gian lận trong kỳ thi sát hạch lái xe? Trước mắt cái việc này thì em thực sự là em biết lỗi, em sai, nhưng mà quan điểm là cũng thực sự bắt các bạn học ngày học đêm, nhưng mà có một số bạn thì học thiếu, nó chỉ một hai câu thì mình đành giúp các bạn. Các cái trường hợp thí sinh mà thi bằng lái xe thì chúng ta lấy số điện thoại, sau đó là liên hệ để móc nối về cái việc là không bao được luật lái xe thì có thể dùng công nghệ cao để thi lái xe, với cái hình thức là khi mà các đối tượng đến thì liên hệ để lấy máy. Trước khi vào thi thì thỏa thuận là 3 triệu, và khi mà đối tượng đã dùng các thiết bị đeo tờ vào tai, đeo vào người và dùng máy điện thoại thì đặt trước 1 triệu trước khi vào phòng thi. Sau khi mà thi xong và có kết quả thì ra ngoài thanh toán nốt 3 triệu để đảm bảo đỗ được cái sát hạch. Nguồn thiết bị tiếp tay cho gian lận đều được các đối tượng mua trên mạng với giá chỉ vài trăm nghìn đồng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiến hành xử phạt hành chính. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra. Được biết, đối với các học viên gian lận, theo quy định ngoài việc bị xử phạt hành chính và hủy kết quả thi, còn có thể sẽ bị phạt không được cấp bằng lái xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.